Hello，各位同学，大家好，欢迎各位一起来学习越南语。这个单元呢，老师会跟各位分享旅游的那个用语哈。今天的内容非常适合，就是各位去越南旅行，然后会用上一些非常常用、非常基本的一些句子。好，那我们一起看一下。好，那么在这第一句就是你要问说啊，那我可以在哪里换钱呢？好，或者说换那个旅行支票。好，那我们怎么问？好，tôi có thể đổi tiền xét du lịch ở đâu? Họ tiền cho là tiền mà họ tiền, nó lùi dấu chữ phiếu họ xét xét cho là cái chữ phiếu họ lùi xính chữ phiếu cho là xét du lịch họ chạy sự họ xét du lịch. Nào chẳng chữ hoa của mình quên ra họ tôi có thể đổi tiền xét du lịch ở đâu? Chứ cái ở đâu nó cho là tại nào lì họ chứ cái đổi họ đổi就是那个兑换哈，就是你用美金兑换成月币之类的哈，đổi。再一次哈，tôi có thể đổi tiền xét du lịch ở đâu？那比如说前面整句话太长了，你还不会讲，可是ở đâu在哪里？这句话你要会讲哈，ở đâu在哪里？đổi tiền 就是换钱哈，再一次đổi tiền。好，đổi 就是兑换嘛，哈，đổi tiền。好，所以呢，这句话你一定要会，đổi tiền 就是换钱，ở đâu 哈，在哪里？好，再来这句哈，可以换钱吗？好，我们问一下，đổi tiền được không？，đổi tiền được không？好，一样就是đổi tiền 就是换钱嘛，được không？可以吗？好吗？好，所以你问được không？好，记起来。được không？好，就是你提出一个意见，我提出你的那个想法，然后你问对方可以吗？好，就是问được không？好，được không？好，再来，那你问说这样的话汇率多少呢？你怎么问？底价 là bao nhiêu？再一次哈，底价 là bao nhiêu？好，底价好就是汇率，好 là 是包妞，好是多少？好。所以汇率我们再念一次哈，底价，好，包妞就是多少哈，底价 là 包妞。那顺便学一下包妞点，好，就是包妞点就是多少钱哈，顺便记起来包妞点。好，比如说整句话太长了，你还不太会讲，可是你要会说包妞点哈，多少钱，这样可以吗？那再来，你要问说，哦，那请问一下提款机在哪边？哈，那提款机呢？越南语直接念英文 ATM 就可以了哈。或者说你说 máy rút tiền，哈，rút 就是那个提款的意思哈，点是钱，我学过了。máy 是一个机器哈，我们整句话念一下 máy rút tiền，máy rút tiền ở đâu？哈，一样 ở đâu？哈，在哪里？再一次哈，máy rút tiền ở đâu？máy rút tiền ở đâu? Hồi xưa thì chủ quân xưa ATM ở đâu? Ở đâu trên nào thì sẽ qua tới đây. Ở đâu trên nào thì nào thì xưa ATM ở đâu? Ha, chuyển đơn là xưa. Là trên là, ví dụ như tao một cái phan tiện, thì yêu quân ta, xin quân phan tiện hay phòng chen má? Ha, chấm quân. Ha, có còn phòng không? Có còn phòng không? Ha, có chứ. Yo, còn nữa hay yo, phòng chứ phòng chen mà, chứ phòng chen, không chứ ma, chứ ý quân chứ ha, chẳng chứ ha, có còn phòng không? Có còn phòng không? Dù cô chứ sư, nỉ tôi cơ phan tiện, chứ khách sạn, ha, là khách sạn, chứ mở cơ lý quản, một cơ phan tiện, ha, là dù cô nỉ, hơi chẳng chẳng chứ ha, nỉ quân khách sạn, có còn phòng không? Ha, khách sạn, có còn phòng không? Hả, chứ sư, chính là nỉ tờ phan tiện, nỉ tờ lý quản, hay ở phòng chiên ma, ha, khách sạn, có còn phòng không? Ha, khách sạn, chứ sư, phan tiện. OK，再来是你问说，请问一下，一个人或两个人的房间是多少钱？哈，OK，来你听啊，一个人就是 một，哈，数字 một，哈，两个人就是 hai，hai 就是二嘛，哈，这个数字，这个越南语的数字要会啊，哈，một 数字一，hai 二，哈，那你听一下哈，房间哈，giá phòng 就是房间的那个价钱，哈，giá phòng，好，再一次哈，giá phòng 就是那个房间的价钱，哈。Giá phòng cho một, 好，就是对一个人的
một người dẫn mặt người, một người hoặc hai người, cho sự ít dẫn hoặc sự lẻng dẫn họ khăn thì chậm uân họ. Suy nghĩ khăn đó, giá phòng cho một người là bao nhiêu? Để họ cho sự là bao nhiêu? Cho sự năng tua sọ chiến các ngày ôm mình uân cua là họ chạy sư họ. Giá phòng cho một người là bao nhiêu? Người chạy sư họ. Giá phòng cho một người là bao nhiêu? Chạy sự. Giá phòng cho một người là bao nhiêu? Hẳn hào cho sư. Ít cái đấy là phán chiên sư tôi ở chiến nè. Chạy lại, nị uân xua. Nà mờ, hãy dầu bao hẳn nà gờ chảo chan mà. Họ, ủ mẩn uân chạy họ. Có kèm theo bữa sáng và tối không? Có kèm theo bữa sáng và tối không? Họ có sự nhậu mà kèm theo cho sự là phu cha. Họ kèm theo phu cha bữa sáng cho sự chảo chan. Họ bữa sáng, sáng sự chảo sang. Họ bữa sáng sự chảo chan. Họ tối sự quản sang. Họ suy bữa sáng chảo chan là để xuống bữa tối quản chan. Họ có sự thì khi sừng lôi tẹo để cho xuống bữa sáng và tối chẳng cho họ là không cho sự ý quân ma. Họ ma. Ok, một trái quân thì sư họ. Có kèm theo bữa sáng và tối không? Có kèm theo bữa sáng và tối không? Có kèm theo bữa sáng và tối không? Hẳn hào cho sư. Chỉ quân nhiều phu cha nâng chào chan cân quản chan mà. Họ. Chạy lại cho sư thì thí quân xua. Ê, nào, ủa khí khăn cho phán chiến mà. Họ, ủa khí khăn cho phán chiến mà. Ủa, chụp một quân họ. Tôi xem phòng trước được không? Họ được không? Chứ khởi ý mà chứ có xuế cua họ được không? Họ chạy sư họ. Tôi xem phòng trước được không? Họ tôi sẽ ủa mà họ tôi sẽ ủa họ xem phòng họ xem cho sư khan phòng cho nâng ở phòng chiến họ xem phòng cho sư truy khan cho phòng chiến họ trước cho sư xiên họ cho sư xiên khan đấy chưa lần eo bị eo trụ cho sư xem phòng trước họ xiên khan đấy họ được không? Thế hảo má, có gì má? Họ thế ý ăn, ý cái ý quân chứ họ được không? Hảo má, có gì má? Họ tôi xem phòng trước được không? Họ thế gì? Ủa khan đi ra có gì má? Họ tôi xem phòng trước được không? Hẳn hảo, thế lại sư của mình khan ra. Ví dụ xuân thì chính khan qua phòng trên là trước họ họ, nào họ thì chuyển từ, thì hãy yêu chào cân an trinh cân can trinh được phòng trên họ, nào thì chậm một uân họ. Nào mà an trinh là như nào uyên chậm một số yên tịnh, họ yên tịnh, yên tịnh. Nào can trinh nữa họ nên dạng sạch sẽ, sạch sẽ, họ sạch sẽ. Nào chẳng truy hoa họ có phòng nào yên tịnh hơn không? Có phòng nào yên tĩnh hơn không? Có cho sự dụ phòng cho sự phòng chiến nào dấu nải trên phòng chiến họ yên tĩnh cho sự an tĩnh hơn cho bỉ chẹo họ bỉ chẹo an tĩnh ma họ ma cho sự không họ nào chẳng chú hoa để uân xua à giờ bỉ chẹo an tĩnh ở phòng chiến ma họ chẳng chú hoa họ có phòng nào yên tĩnh hơn không? Chạy sư họ có phòng nào yên tĩnh hơn không? Chạy sự có phòng nào yên tĩnh hơn không? Để hồi xuân thì uân na giờ bị cho can trinh rồi mà có phòng nào sạch sẽ hơn không? Họ sạch sẽ cho sự này là can trinh họ có phòng nào sạch sẽ hơn không? Ok, sư chàng uân họ. Nà cho xua, wa hảo, nà nì chinh khan tao nì eo được phòng chiên, nà nì xua hảo, nà u cho eo, u yao chu xa lái chê chiên, hảo, lái niên xa. Ok mà hảo, yên quần ý an, hảo, tôi lấy phòng này, hảo, lấy chứ sự, u yao, u yao tinh chứ cơ phòng chiên, hảo, tôi lấy phòng này, hảo, chai sự, tôi lấy phòng này, hảo, lấy chứ sự, u yao tinh chứ cơ phòng chiên, hảo, tôi lấy phòng này. Hẳn hảo, hảo, nà, nì chinh xuyên hảo, nì yào được phòng chiên, nào nì xua, à, nà chàng hoa, ủa yào chu san của bản sạng, hảo, nì niên xa, tôi sẽ ở ba đêm, tôi sẽ ở ba đêm, tôi sẽ ở ba đêm, ở cho dân nâng có trụ, hảo, sẽ cho huệ, hảo, ủa huệ trụ, san của bản sáng, đêm cho dân bản sạng, hảo,
Tôi sẽ ở 3 đêm. 好, 那你问说, 那请问一下, 几点吃早餐呢? 好, 念一下, 安详, 好, 安详吃早餐, 好, 安详, lúc mấy giờ? 安详, lúc mấy giờ? 再一次, 好, 安详, lúc mấy giờ? 好,就是请问你是我们要几点吃早餐? 好, 或者说你讲说, 吃晚餐, 好, ăn tối, 好, ăn tối sẽ ăn chán, hả? Ăn tối lúc mấy giờ? Ăn tối lúc mấy giờ? Hả, bạn có thể ăn sáng hoặc ăn tối, hả? OK, tiếp lại, nếu như bạn ở một vài ngày sau, thì bạn mời các phục vụ nhân viên giúp bạn lập phòng, bạn sẽ nói gì? Xin hãy dọn phòng tôi. Hả, xin hãy, tức là cái, xin, mạ phiền bạn, cái ý nghĩa, hả? Xin hãy, hả, dọn, tức là cái 打扫整理,好,dọn房就是打扫那个房间,好,都就是我的那个房间,好,整句话念一下,xin hãy dọn phòng tôi, xin hãy dọn phòng tôi, xin hãy dọn phòng tôi. 再来我们看一下就是,那你可以推荐给我其他的旅馆吗? 好,推荐这个字我们念一下,giới thiệu,好,再来是giới thiệu. Giới thiệu, hả? Có thể, chứ là có thể, hả? Chứ là chính nghĩ, có thể, hả? Có thể giới thiệu, có thể giới thiệu, hả? Một cái, hả? Một, chứ là một cái, hả? Hoặc chỉ tha đó, hả? Khách sạn, chứ là lữ quán, phan tiện, hả? Các bạn học qua khách sạn, phan tiện, khác, chứ là khác, chứ là chỉ tha đó, hả? Chỉ tha đó phan tiện, mà, hả? Không, chứ là mà, hả? OK, chẳng chịu hả? Mình nghe ra, hả? Có thể giới thiệu một khách sạn khác không? OK, trái sự có thể giới thiệu một khách sạn khác không? Có thể giới thiệu một khách sạn khác không? Khác, cho nên là chỉ thay đổi phan tiền. Hả, là giáo sư nên khoai tiện, tức là chân chắn được tốc độ. Hả, là bạn nói có thể giới thiệu một khách sạn khác không? 好,就这样问,那你们是外国人,那你可以念慢一点,没关系。我们看一下这句话,那我可以在这边寄放行李吗?好,这句话怎么说?对,就是我嘛,好,có thể,可以,好,để lại,就是放在这边,留在这边,好,就是để lại。好,行李就是什么?行李是行李,好,你的那个行李箱就是行李,好,ở đây,就是在这边,空就是吗?好,OK,整句话我们念慢一点,好,对。 Có thể để lại hành lý ở đây không? Chạy sư học. Tôi có thể để lại hành lý ở đây không? Tôi có thể để lại hành lý ở đây không? Hả, nào, nếu lão sư niên chân chắn là tốc độ nữa, lão sư sẽ tôi có thể để lại hành lý ở đây không? 那你们可以念慢一点,好,那再来你要讲说,啊,我要买一张票到仙港,好,仙港是越南的某个中部的一个景点,好,仙港,达南,好,达南是仙港,好,那你看,多就是我嘛,门,好,这是表达要,好,我想,摸,就是买,好,喂,是票,好,摸喂,就是买票,地,去,达南就是仙港,好,OK, 我们整句话,好,对,门摸喂,地,达南, chạy sự tôi muốn mua vé đi Đà Nẵng. Họ muốn cho xiển mà mua, họ cho sự mải vé cho sự phiếu, họ đi truy Đà Nẵng cho sự xiên cảng. Nào là sư niên chân thắng là su tu họ. Tôi muốn mua vé đi Đà Nẵng. Tôi muốn mua vé đi Đà Nẵng. Là nỉ mình niên mang đi tiện, nỉ cho huynh niên xua. Tôi muốn mua vé đi Đà Nẵng. 很好,那下去我想说,哎,那我想出有四驱的车子,好,那多就是我嘛,muốn就是想,推,好,推就是出一台车,好,塞hơi,就是那个汽车,好,塞hơi,với是hạn,với,
代谁哈，代谁是那个司机哈，可是你租一台车还要司机帮你开车的哈。如果是三到四位朋友一起去旅行，那么在越南你可以租一台车，然后有司机，这样的话你就是交通比较方便，那交通费你可以分摊这样子哈。那整句话我们念一下 ，tôi muốn thuê xe hơi với tài xế。再一次哈 ，tôi muốn thuê xe hơi với tài xế。好，再一次 ，tôi muốn thuê xe hơi với tài xế。那如果老师念正常的速度哈 ，tôi muốn thuê xe hơi với tài xế。Tôi muốn thuê xe hơi với tài xế. OK, 所以啊 ，tôi muốn thuê xe hơi với tài xế. 好，就是我要租一台车，有司机帮我开车的。好，好，再来继续，就是我的摩托车坏掉了。那我们越南语怎么说？哈 ，xe máy 就是那个摩托车。哈，我的就是我的。哈，这是我的摩托车。越南语的顺序就是说汽车、摩托车的我。哈，那个文字的意思，它的顺序相反。哈，你看一下。Xe máy của tôi. Xe máy của tôi. OK, 再来 bị hư 就是坏掉, bị hư rồi 就是了. 整句话, xe máy của tôi bị hư rồi. 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 Xe máy của tôi bị hư rồi.OK, 再来，如果是你讲说，没有油了，好，来念一下，hết 就是完了，没有了，xăng 好，xăng 就是那个汽油 ，rồi 就是了，好 ，hết xăng rồi 就是没汽油了，再一次哈 ，hết xăng rồi，hết xăng rồi， 好，再一次 ，hết xăng rồi 就是没汽油了，好，那你问说在哪里可以加油呢？好，đổ xăng 好就是加油，好，đổ xăng。Ở đâu? 在哪里? 就随过哈。再问你是 đổ xăng ở đâu? đổ xăng ở đâu? 好，再来是 đổ xăng ở đâu? 那我们讲整句话哈。Hết xăng rồi. Hết xăng rồi. đổ xăng ở đâu? đổ xăng ở đâu? 在哪里可以加油呢? đổ xăng ở đâu? 来，那请问他有保险吗？好，保险就是念保险。可以吗？保险，那你问có bảo hiểm cho tôi không？好，再一次có bảo hiểm cho tôi không？有给我买保险吗？好，có bảo hiểm cho tôi không？好，保险就是那个保险。好，再一次có bảo hiểm cho tôi không？那老师念正常的速度哈，có bảo hiểm cho tôi không？có bảo hiểm cho tôi không？OK, 那你有帮我买保险吗？好，có bảo hiểm cho tôi không？好 ，OK, 再来，我饿了，好，肚子饿了，念đói bụng，好，再次đói bụng，đói bụng，饱了，好，很饱足了，就是no，no，好，no，然后口渴了，khát nước，好，khát nước，可以一起念渴，好，khát nước，再次khát nước。OK， 然后吃素呢？好，ăn chay， ăn chay， 好，再一次ăn chay， 很好。那如果你说哦，我肚子饿了，哈 ，tôi đói bụng， 我肚子饿了，哈 ，tôi đói bụng， tôi đói bụng， 好 ，tôi đói bụng， 那我吃饱了 ，tôi no rồi， tôi no rồi。tôi no rồi 很饱了哈我好渴啊然后 tôi 就是我嘛哈 tôi khát nước tôi khát nước tôi khát nước tôi khát nước 很口渴就是khát nước 那我吃素呢哈 tôi ăn chay tôi ăn chay tôi ăn chay就是我吃素。好，接下来如果你去吃东西，然后你跟老板讲，哇，不要太辣哦，或者说你讲说我不要加辣，哈，那怎么说哈？那不要太辣，我们越南语说，
không cho cay quá. Chạy sự không cho cay quá. Ủ bia cha thay tôi là chèo bia thay lạ. Như nói chuyện mà xua họ. Không cho cay quá. Không cho cay quá. Ủ bia cha là chèo họ. Nên xua không cho ớt. Không cho ớt. Ớt tức là là chèo là ý sư họ. Không cho ớt. Chẳng số không cho cay, cay thì có thể là la là nó cái khẩu vị sự cay, là la treo, là y khơi khơi là la treo cho sự ớt, họ đang để xua không cho ớt, không cho ớt, không cho ớt, họ cho sự nếu như bạn nói rằng à không cho ớt, không cho ớt, thì sự biết la treo, họ ok, nếu nếu như trang đa thì họ chúng ta sẽ nói hóa đơn, hóa đơn, họ hoặc là trai đa thì thực đơn, thực đơn. Đấy. So, 你说, oh, 账单太贵了, 你说, 贵就是, 你, đắt, 好, đắt, 瓜, 就是, 太, 好, 太贵了, 你, đắt, 瓜, đắt, 瓜, 好, 那, 你, 如果整句话, 你说, oh, 账单, 你算太贵了, 好, 怎么说, 华灯, đắt, 瓜, 华灯, đắt, 瓜, 华灯, đắt, 瓜, 好, 那, 你说, 华灯, đắt, 瓜, 好, 就是跟他, 老板娘讲, 好, hóa đơn đắt quá. Hóa đơn đắt quá. Họ thay quay rồi. Họ. Chắc là chắc là chú mải tông xí. Nào hơ. Thá kể nì hẳn đô là xuyển trở. Nào nì chú tớ chắc là thay quay rồi. Nào nì xua. Nào ủy áo phiền y tiện. Họ. Nào nì chú mở ơn. Họ. Bạn có cái nào rẻ hơn không? Bạn có cái nào rẻ hơn không? Họ. Bạn chắc là nì mà có. Yổ. Cái. Họ. Cái chắc là tông xí tờ lang chứ. Họ. Nào sẽ nải chiên. Họ. Cái nào, nải chiên, cái nào, rẻ, cho sự phiền y, hơn, họ bị treo, rẻ hơn, họ cho sự bị treo phiền y, họ rẻ hơn, không, cho sự ma. Ok, chẳng chi hoa họ, bạn có cái nào rẻ hơn không? Trái sư họ, bạn có cái nào rẻ hơn không? Trái sư, bạn có cái nào rẻ hơn không? Lão sư niên chân thắng được su tu họ. Bạn có cái nào rẻ hơn không? Bạn có cái nào rẻ hơn không? Ní học bị cho phiền đi mà. Bạn có cái nào rẻ hơn không? Chia sẻ lại cho sư nhìn chuyển hào nì eo là tông xí. Nào hôn nì cân lão bàn xua. À, nà ổ eo chê cửa hoặc chỉnh cái ổ chê cửa. Họ, nà ổ bấm chậm mà xua. Tôi lấy cái này. Tôi lấy cái này. Chứ cái lấy cho sự ná, cho sự xua, nì eo ná chê chiên, nì eo mải chê chiên tông xí, họ, tôi lấy cái này, họ, tôi lấy cái này. Cái này cho sự chê cái tông xí, cho sự chê cái ưu phỉnh, họ, tôi lấy cái này. Hoặc xua, nì chẳng xua, đưa cho tôi cái này, họ, chứ cái đưa cho sự, chỉnh là bản ná cái nì chê cái tông xí, cho sự đưa, họ, đưa cho tôi cái này. Thế nhìn ra, đưa cho tôi cái này. 你已经选好你要买的东西, 然后你要结账, 那么你说, 那我可以用信用卡吗? 好, 可以就是可以,假, 就是, 付钱, 结账, 好, 就是假, 帮就是透过, 透过什么呢? 铁顶入, 铁顶入就是信用卡, 好, 空就是吗? 好, 所以整句话我们问一下, 好, 对,可以,假,帮,铁顶入,空? 再次, 好, tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng không? Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng không? Tôi cho sự ủa mà, tôi có thể trả bằng họ phụ dùng sinh dụng khả phụ phê mà. Họ trả bằng cho sự thâu qua sinh dụng khả phụ phê. Họ trả bằng thẻ tín dụng, họ sinh dụng khả. Ok, chẳng chú ý hoa họ. Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng không? Chạy sự. Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng không? Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng không? Ok, chắc là cho sư. Nà, ủa khi sư chuan mà. Sư chuan, họ lại nên sao? Tôi có thể mặc thử. Mặc cho sư là chuan y phú. Họ thử cho sư. Sư trợ, mặc thử sư chuan. Họ, nếu có sư trư nào cho sư ăn thử. Ăn thử sư trư mà. Ăn thử. Họ, sư trợ cho thử cho sư là sư sư khăn. Họ. 所以前面加个动词, 好, 看你要试穿还是试吃, 好, tôi có thể mặc thử nó không? 好, nó 就是, 比如说那一件衣服, 好, nó 就是一个代名词的意思, 好, OK, 整句话, tôi có thể mặc thử nó không? Tôi có thể
Mặc thử nó không? Chạy sự. Tôi có thể mặc thử nó không? Nà, lão sư rút nền, chân trắng là su tu họ. Tôi có thể mặc thử nó không? Tôi có thể mặc thử nó không? Thế là, nếu như là chiếc y phục thay đa hoặc thay xẻo, nà, nì xua, nà, nì chỉnh vấn ra, nì yêu, chỉ thay chỉ xuân mà, họ, chẳng mà xua họ. Nếu như đa, thay đa là hoa, chứ là nền lớn. Hả, lớn, chứ là đa, xẻo là hoa nền nhỏ, hả, nhỏ, hả, chứ là xẻo, hả, lớn, nhỏ, hả, mình chẳng chỉ hoa họ. Bạn có cái lớn hơn không? Hơn chứ là bị treo mà, lớn hơn chứ là bị treo đa mà, hả. Cái chứ là một cái lăng chữ cho sự y phú hoặc tông si được lăng chữ họ. Chẳng chú họ. Bạn có cái lớn hơn không? Chạy sự. Bạn có cái lớn hơn không? Chạy sự họ. Bạn có cái lớn hơn không? Hoặc là, nếu bạn nói là xẻo ít tiền mà họ xẻo thì nên nhỏ, nhỏ. Nào, mình chẳng chú họ. Bạn có cái nhỏ hơn không? Bạn có cái nhỏ hơn không? Chạy sự. Bạn có cái nhỏ hơn không? Nhỏ hơn, lớn hơn. Bị cho ta, bị cho xẻo. Chị tớ ạ, chứ cả hơn. Ok, nà, dù của sư, nì chẳng số, à, nà, ủ tờ chữ chuân sư trung mà, hả, chứ M, hả, chứ sư trung tờ, nà, chẳng mà số, cỡ của tôi là M, hả, M, chứ sư M, hả. Ok, nà, dù của sư, nì ao chẳng số, cỡ của tôi hơn thì có sai họ sai cho nên là anh muốn tờ chia dùng họ như là thằng thằng hơi chia dùng ý anh muốn họ nên để số cỡ của tôi là họ sự họ mờ mờ em mờ họ cho nên là ủy nên mờ họ cỡ của tôi là mờ thế nào na nếu của sự l thì hoa nó sự mình nên l họ cỡ của tôi là l họ cỡ l cho nên l sai sự họ cỡ l hoặc xl nó mình nên xl họ cỡ của tôi là xl XL hoặc cỡ S S là cái giả size mà họ giống cỡ S họ cỡ S cỡ chính là cái chữ chuẩn mà họ OK, vậy cái này là thuận tiện nhận thức một chút. Nhưng nam nữ cái chữ mũ họ M là M L là L XL là XL họ nhưng nam nữ nên XL X nên S cỡ S cỡ S là được rồi họ. 那接下来比如说你买一个好东西然后你要寄信寄包裹给你的家人那越南语怎么说那么你说我想寄一封信想好寄呢念给寄寄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 寄
再一次，tôi muốn gửi một lá thư。好，lá thư，好，就是一封信。好，那一件包裹呢？不，包裹我们念成 bưu kiện， bưu kiện， 好 ，bưu kiện， 好，就是 một bưu kiện， 好，就是一件包裹。那整句话哈，tôi muốn gửi một bưu kiện， 好 ，gửi 是邮寄出去嘛哈 ，tôi muốn gửi một bưu kiện。再一次 ，tôi muốn gửi một bưu kiện， 寄一个包裹出去哈。那我要寄一张明信片呢？明信片呢？我们看一下哈 ，một tấm bưu thiếp， 好，这个 tấm 是一张一张哈 ，bưu thiếp 就是明信片哈 ，một tấm bưu thiếp， 好啊。那如果你要讲整句话，我要寄一张明信片，怎么说 ？tôi muốn gửi một tấm bưu thiếp。再一次哈。Tôi muốn gửi một tấm bưu thiếp. Tôi muốn gửi một tấm bưu thiếp. Họ trả lời tôi muốn gửi một tấm bưu thiếp. Nào, tôi sẽ chỉ phong xin. Tôi muốn gửi một lá thư. Tôi sẽ chỉ trên bao của. Tôi muốn gửi một bưu kiện. Tôi muốn gửi một bưu kiện. 再来，如果是你表达你身体不舒服，有点生病了，怎么说？好。tôi 好就我嘛哈，感thấy 好觉得感thấy mệt 就是有点累，有点不舒服哈mệt 好，tôi cảm thấy mệt 好，tôi cảm thấy mệt 再一次哈，tôi cảm thấy mệt 好，tôi cảm thấy mệt
都感觉累，就是我觉得好累啊，有点不舒服，就是累哈。或者说你讲我受伤了哈，受伤呢就是 bị thương 哈，bị thương 哈。整句话 tôi đã bị thương。Tôi đã bị thương. Tôi đã bị thương. 好，那你如果说我要去看医生，好，我们念一下，đến 就是到嘛，哈，bác sĩ 就是医生，好，đến bác sĩ，好，去找医生，去给医生看。整句话哈，Tôi cần đến bác sĩ. Tôi cần đến bác sĩ. 下一次，Tôi cần đến bác sĩ. Tôi cần đến bác sĩ.对，你要说 tôi cần đến bác sĩ 好，所以呢，你在不舒服的时候，你可以说 tôi cảm thấy mệt, tôi cần đến bác sĩ. Tôi cảm thấy mệt, tôi cần đến bác sĩ. 就是我好累啊，我说我不舒服，我生病了，我要去看医生。好， tôi cần đến bác sĩ. 好， OK， 再来，那如果说你问一些地方在哪里，哈，在哪里？我学过哈，ở đâu, 哈，ở đâu 是在哪里，哈。那我们看一下，有一些地点，比如说要去浴室、厕所等等，这些地点怎么说哈？好，第一个要去呢，我们念一下nhà thuốc，念一下nhà thuốc，nhà thuốc。因为呢，在越南有一个习惯哈，就是有刚开始有一点点感冒，有一点点不舒服，可能会先去药局买个药。你跟药师讲啊，我哪里不舒服，他会给你开一点药，那先吃药一两天看看有没有比较好。那如果没有比较好，才要去医院，或者说才要去给医生看这样子哈。所以就是不舒服的第一个步骤，我们先去买药哈。所以就是nhà thuốc哈，药局这样子哈。那我们再问一下，请问药局在哪里哈？Nhà thuốc ở đâu? Nhà thuốc ở đâu? 再一次, nhà thuốc ở đâu? 那如果浴室呢? Phòng tắm. 好, 再念一下, phòng tắm. Phòng tắm. 那如果, 请问, 要, 那如果你要问整句, 请问浴室在哪里? 好, 问一下, phòng tắm ở đâu? 好, ở đâu 在哪里? 学过, 好, 再念一次, phòng tắm ở đâu?phòng tắm ở đâu? 那如果洗手间或厕所哈，念一下nhà vệ sinh, nhà vệ sinh. 这问题是nhà vệ sinh, 好，就是洗手间哈，ở đâu, 在哪里？整句话nhà vệ sinh ở đâu? nhà vệ sinh ở đâu? 再念一次哈nhà vệ sinh ở đâu? 那接下来比如说有纠纷发生了，那你说你要叫警察哈，念一下xin gọi cảnh sát, xin gọi cảnh sát. 好，我们在台湾称为警察，可是在越南称为公安。好，公安 xin gọi cảnh sát, xin gọi cảnh sát. 好，那如果你要说我要叫警察了哦，好，这是比较严肃一点口气啊。tôi sẽ gọi cảnh sát, 对，公安一样哈，就是警察或公安都可以哈。tôi sẽ gọi cảnh sát. 好，再一次 tôi sẽ gọi cảnh sát, tôi sẽ gọi công an. Hả, là nên trong thời gian sau tu, nên说 tôi sẽ gọi cảnh sát, hoặc说 tôi sẽ gọi công an. Hả, tôi sẽ gọi công an, 就是我会叫警察来。哈，那如果是你讲说啊，那我的袋子、我的钱包不见了。哈，tôi bị mất cái giỏ. Hả, cái giỏ 就是那个你拿的那个手提袋。哈，或你包包。哈，cái giỏ. 整句话 tôi bị mất cái giỏ.Tôi bị mất cái giỏ. Hoặc chiến bao là cái ví. Hoặc cái ví, hoặc là ví tiền thì có ý. Tôi bị mất cái giỏ. Tôi bị mất cái ví. Tôi bị mất cái giỏ. Tôi bị mất cái ví. Hoặc là tôi chiến bao bị chia lỡ. Tôi bị mất cái giỏ. Tôi bị mất cái giỏ. Mất là cái ý sư hoặc sư truy lỡ. Tôi bị mất cái giỏ. Tôi bị mất cái giỏ. Hoặc là tôi bị mất cái ví.Tôi bị mất cái ví. 那接下来比如说你要请那个饭店人员帮你写一下地址，好，那你有地址了之后你才可以出去玩，然后你要敲车，然后拿那个地址给那个司机，让他可以带你回到饭店。好，那你说，那请问帮我把那个地址写下来。好，怎么说哈？làm ơn viết ra đây。好，làm ơn 就是请嘛哈。làm ơn 那个字就是请托，好，麻烦别人帮忙。好，我们都说làm ơn。好，làm ơn viết 就是写，好，ra đây 就是写，写到这个张纸，写出来那个意思哈。整句话
Làm ơn viết ra đây. Chạy sự. Làm ơn viết ra đây. 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 Chính bác của xỉa xa lái. Nó có thể说, biết phong tạo ổ, biết phong tạo ổ, nên nhìn ra, đừng đụng tôi, đụng chứ phong tạo, đừng chứ bế, bế chứ sự bùi yạo, nó có ý sự, đừng, chào chí hoa, đừng đụng tôi, đừng đụng tôi, chào ý sự, đừng đụng tôi, biết phong tạo ổ, đừng đụng tôi, đừng đụng tôi, chứ biết phong ổ, nà chạy lại, 我们要表达说, 直走, 右转, 左转, 我们这么说, 直走，我们念一下，立躺，立躺，立躺。好，然后呢，稍多，好，之后好，稍多，好，左转念一下，rẽ trái，rẽ trái，rẽ trái。好，那右边的话是phải，好，那你说右转就念rẽ phải，好，这个rẽ就是转嘛，哈，rẽ trái就是右转，rẽ phải。rẽ phải, 这样子, 好, 那如果你要讲, 停下来, 怎么说, 停下来, 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 就说你坐计程车, 然后你请司机说, 啊, 请你给我停下来, 好, 就说, 停来, 好, 停来, 好, 停下来, 停来, 那如果回转呢, 好, 你念上, 往来, 往来, 好, 就转回去, 好, 往来, 停来, 好, 停下来, 往来, 是回转,往来，那接下来，比如说你要问朋友说，最近有什么比较好玩的店，比较有趣的店呢？好，我们问一下，gần đây，好，就是附近，好，就是地点，gần đây，có，有吗？cửa hàng，就是店，好，cửa hàng是某一个店，好，nào是哪一个？cửa hàng nào就是哪一个店，好，thú vị，好，thú vị就是有趣，好，không就是吗？OK, 就是整句话就是附近有什么比较有趣的店吗？好，整句话我们念一下哈。Gần đây có cửa hàng nào thú vị không? 再一次。Gần đây có cửa hàng nào thú vị không? Gần đây có cửa hàng nào thú vị không? 那如果我要讲正常的速度哈，你说 Gần đây có cửa hàng nào thú vị không?Gần đây có cửa hàng nào thú vị không? Gần đây có cửa hàng nào thú vị không? Wow, 所以今天的课程我们先到这边。那老师已经很用心的一个字一个字念，然后重复念了两三遍，好，让你们熟悉这个单字。那还念平常的那个速度，好，让你们知道平常他们越南语说话的那个口气的速度，哈。OK, 所以老师很用心的为各位准备教材，希望你们可以学大东西。然后呢，还有一个跟你们分享，就是这份教材呢是老师的一个越南语学员他自己写的，就是他跟老师学越南语学个一还是两个学期吧，然后呢他要去越南旅行，然后呢他要去越南旅行之前，他就是整理出来可能会用到的那一些句子，对，所以你看这些教材都是那一位朋友他自己手写的，然后就是有一些字就是老师帮他修改的，那因为我还是想保留他的原稿，好，所以就是我没有用打字的，实际上我打字的话可能会更快，那可能会更清楚，可是我想保留他的原稿，因为非常感谢他，好，那他已经分享他的那个越南语学习的那个心得给我们，好，让就是老师可以录音，然后让很多很多朋友可以借用这些内容应用在那个以后你们可以去越南旅行，哈。OK, 所以老师非常的用心，然后也很感谢那位朋友，就是安红，就是红哥。OK, 非常感谢他。那希望你们喜欢。如果各位觉得这份教材有用的话，记得要帮老师按赞，然后记得订阅老师的频道哦。OK, 谢谢各位，拜拜。